Trường tốt nghiệp cấp 3 có học nghề được không? Đang là nỗi băn khoăn lo lắng của rất nhiều các bạn trẻ và các bậc phụ huynh. Trong video ngày hôm nay mình sẽ tìm ra câu trả lời cho các bạn nhé. Mong rằng các bạn sẽ tìm ra hướng đi sáng với đam mê và sở trường của mình. Em chào anh ạ. Hiện tại là em đang thấy là lớp điện dân dụng của mình thì các bạn có trình độ văn hóa khác nhau, như có bạn học hết cấp 2, có bạn học hết cấp 3, thậm chí có bạn học hết cao đẳng đại học. Thì cho em hỏi là những bạn học hết cấp 2 thì có khó khăn gì trong quá trình học tập không ạ? Chào em, chào các bạn. Việc học của chúng ta là chúng ta không tính đến tuổi tác. Do đó thì trong lớp điện dân dụng của chúng ta đang có rất nhiều cái đối tượng. Có những đối tượng mà chỉ học hết lớp 9 và có đối tượng học trên lớp 9 và học sau cả cấp 3. Thế nhưng mà việc một số bạn mà học hết lớp 9 thì ở vào lớp của chúng ta ấy, thì các bạn được là gì đây? Giáo viên rất là tận tình cầm tay chỉ việc làm sao đấy để khi các bạn vào gì đây tốt nghiệp cái khóa học của chúng ta, các bạn ra ngoài các bạn tự tin hành nghề với những cái nghề mình đã học được. Chào em. Em có thể giới thiệu về bản thân mình được không? Dạ. Em tên chị là em Đoàn Đăng Tây, hiện tại đang học lớp điện dân dụng khóa 324 ạ. Cho chị hỏi là em học hết cấp 3 chưa nhỉ? Dạ chưa ạ. Em mới học hết cấp 2 rồi ạ. Thế trong quá trình học này em có gặp khó khăn gì không? Dạ, chỉ là bắt buộc từ đây nhá. Đầu thì em cảm thấy rất lo lắng và bồi hồi, nhưng mà khi vào lớp được các thầy chỉ dạy và các anh giúp đỡ rất nhiều nên em thấy dễ hiểu ạ. Vậy là chưa tốt nghiệp cấp 3 hoàn toàn có thể học tại trường dạy nghề Thanh Sơn 93 Nguyễn Tuân. Nếu bạn đủ 15 tuổi, đủ sức khỏe học nghề, bạn chưa tốt nghiệp cấp 3, bạn đang có nhu cầu học nghề tại trường dạy nghề Thanh Sơn 93 Nguyễn Tuân, hãy để thông tin của mình ở mục bình luận để chúng ta cùng trao đổi nhé.